Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Lễ kính đức thầy, kính thưa toàn thể quý cô bác cùng chư quý vị. Được biết hôm nay cũng là ngày 14 tháng Giêng nhưng nhâm dần. Thì tại đạo tràng của cô Út Xứng có phát bánh mì gầm tháng Giêng quý vị. Thì suốt nhiều tháng qua thì tình hình dịch bệnh nên không thể hoạt động các công việc thiện nguyện như là phát bánh mì đông người được quý vị. Thì hôm nay tạm dịch bệnh lắng dịu thì gầm tháng Giêng là cái gầm lớn của trong cái năm gầm của Thượng Nguyên. Thì cô Út Xứng làm bánh mì để mà phát cho tất cả quý ông bà cô bác ăn giao duyên trong cái gầm tháng Giêng, và những cái anh công nhân đi làm vì cái tinh thần thiện nguyện cho nên không thể nào không làm được nha quý vị. Thì cô Út mới tổ chức để chúng ta làm bánh mì phát cái gầm tháng Giêng này. Thì kính mời quý vị cùng theo dõi Nguyễn quay cho quý vị thấy những cái công đoạn như vậy. Đây những cái công đoạn đầu tiên thì xẻ bánh mì. Đây là xẻ bánh mì đây. Xẻ bánh mì xong rồi chúng ta mới để dưa leo và dưa chua vô nha quý vị. Leo và dưa chua vô xong rồi chúng ta mới để xí mại. Thì bánh mì hôm nay thì em cháu giới thiệu cho quý vị đây là bánh mì xí mại nha. Đây. Mì xí mại này là rất là tuyệt vời như vậy, bánh mì chay như vậy. Chay mà ngon, rất là ngon. Đây là em Lợi. Anh em cho anh hỏi cảm nghĩ nào mà em đi làm bánh mì để mà mình phát từ thiện với em. Đây gầm lớn rồi mình đến chương trình mình cho những người bà con ăn chay đây. Quá quý quý vị ơi. Vì cái tinh thần